tập 112, 113, 114. Chương 25. Lão đại muốn báo thủ. Tập 112. Ở một con hẻm hoang vắng ở kinh đô Long Quốc. Ngươi là ai? Sở ấu Vi nhìn người đối diện, một người mặc áo choàng đen và đội mặt nạ. Cô vừa mới mua một số đồ về từ bên ngoài, đột nhiên bị người đàn ông mặc áo choàng đen này dẫn đến đây. Ta đến từ đâu và ta là ai, cô không cần biết đâu. Tiếng nói âm u phát ra từ dưới mặt nạ của người đàn ông mặc áo choàng đen. Sở ấu Vi lập tức hỏi, vậy ông dẫn tôi đến đây để làm gì? người đàn ông mặc áo choàng đen nói tôi đã sớm đoán trước cho bạn một lá bài tarot bạn sẽ bị giết nói bậy nghe lời đối phương sở ấu vi cầm túi và quay lưng định rời đi cô thật sự nghĩ rằng lâm thần có thể giết được cố trường thanh kẻ dị biệt đó sao người mặc áo choàng đen đầy thú vị nói khi nghe tiếng đó sở ấu vi dừng lại và quay lại nhìn anh ta hiện tại muốn giết hắn chỉ bằng sức mạnh thì chắc chắn không thể làm được hãy đưa cho ta hình xăm gốc trên cơ thể của cô cô đang nghĩ gì vậy ta có thể giúp cô giết hắn điều kiện duy nhất là cô phải tiếng nói của người mặc áo choàng đen khàn khàn và đầy âm trầm không thể nhận biết được giới tính nam hay nữ sở ấu vi do dự nói ông có thể lấy hình xăm gốc của tôi sao người mặc áo choàng đen nói một cách nham hiểm có thể nhưng phải do ý nguyện của cô sau khi cô loại hình xăm gốc ta có thể bảo đảm tính mạng của cô và cho cô một hình xăm mới chắc chắn không lừa tôi chứ lâm thần thực sự không thể giết được cố trường thanh à các bạn đang nghe chuyện tại anime review 47 sở ấu vi cảm thấy thất vọng cô là một người phụ nữ thất thường việc ở bên lâm thần chỉ là vì cô đánh giá cao tiềm năng của anh ta nếu có thể được gần một người mạnh mẽ hơn cô sẽ không do dự nếu không cô cũng không bỏ công việc hiện tại và chuyển sang công việc mới dưới tình hình cố trường thanh bán công ty cô căm ghét cố trường thanh như vậy là vì anh ta không thông báo cho cô trước về thông tin thế giới sẽ kết thúc điều này khiến cô từ chức và đánh mất cơ hội tốt người mặc áo choàng đen khinh thường nói với một con kiến như cô ta có thể dễ dàng giết có cần phải lừa dối cô không tôi có thể đưa cho ông siêu văn gốc điều kiện trước tiên là giết cố trường thanh sở ấu vi đưa ra điều kiện của mình thỏa thuận chấp nhận không vấn đề tiếng cười khàn của người mặc áo choàng đen vang lên từ dưới mặt nạ sau đó ông ta gửi một dấu ấn màu đỏ sẫm bí ẩn đến sở ấu vi chỉ bằng một cử chỉ đây là gì sở ấu vi nhìn vào dấu ấn nhỏ đang trôi trên trước mặt cô như một cái bàn tay của em bé hình dạng kỳ lạ giống như một phần của con rắn nhỏ người mặc áo choàng đen cười thấp bạn không cần biết nó là gì chỉ cần đặt nó lên người cố yên yên cố trường thanh chắc chắn sẽ chết tại sao lại vậy quan hệ giữa cố yên yến và cố trường thanh có gì sao sở ấu vi đầy những câu hỏi đang quặn trong đầu người mặc áo choàng đen cười sầm uất con bé ấy là con gái của cố trường thanh chỉ cần cô chạm dấu này vào da của cố yên yến nó sẽ xâm nhập vào bên trong con bé khi cha con họ tiến gần nhau trong khoảng 2 mét dấu này sẽ phát ra ánh sáng hủy diệt linh hồn của cố trường thanh ngay cả khi anh ta siêu văn huyền thoại cũng không thể ngăn chặn con gái của cố trường thanh sở ấu vi cảm thấy choáng váng sao tôi không biết rằng cố trường thanh và lâm nguyệt giao đã từng quan hệ với nhau cô trở thành thư ký của cố trường thanh khi chỉ mới 19 tuổi nhưng cô không có một chút ấn tượng nào về điều đó đừng quan tâm đến những điều đó chỉ cần chèn dấu này vào cố yên yến, nhớ là chỉ có những người có quan hệ huyết thống gần nhau, nó mới tác dụng. Vậy ư, ừ, tại sao ông muốn giết anh ta? Sở ấu vi đặt ra câu hỏi từ trong lòng. Ta siêu văn gốc trên người anh ta, nhưng phải là do tự nguyện mới có thể lấy được chứ. Nếu anh ta chết, bạn sẽ làm sao lấy được? Lý thuyết là như vậy, nhưng siêu văn gốc trên người anh ta xứng đáng để ta mạo hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Vậy là xong. Nếu không còn việc gì để trao đổi, thì ta sẽ về trước. Hãy đi đi nếu cô theo ta tương lai của cô sẽ dạng người tôi đi đây sở ấu vi cầm lấy dấu chấn hồn và sau đó quay lưng ra đi ta đã chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng trở lại sau khi sở ấu vi rời đi người mặc áo choàng đen phát ra những lời thầm thì sâu trong sau đó hình dáng của hắn biến mất ngay tại chỗ ngoại ô phía tây trụ sở hội quỷ ánh sáng xanh tím từ vùng ngoại vi vỡ tan đậm chất bạo quân đẫm máu tàn bạo và không thể kiềm chế có chuyện gì vậy hích ông chủ đã đột phá cấp độ nào vậy quá khủng khiếp đúng là ông chủ các siêu văn trong trụ sở nhìn về ánh sáng chói lọi bừng lên đều tràn đầy sự sốc nó kéo dài trong một khoảng thời gian dài trước khi dần dần tan biến trường thanh hết sức vội vã vì sau khi trao siêu văn của quái vật cho tiểu đoàn đoàn anh ta thậm chí còn có thể thấy được tình hình phía đó trong đầu anh ta nhìn thấy chu tước gần như bị giết nhìn thấy tây vệ bị thương khắp người nhìn thấy triệu phong hấp hối nhìn thấy đối phương cực kỳ kiêu ngạo vẫn dám truy sát họ Cô trường thanh đã liều mạng để hoàn thành sức mạnh tiến hóa dấu quỷ trí nhưng với nguy cơ tự diệt cao đẩy sức mạnh siêu văn trên cơ thể lên cấp độ hoàn hảo nổ cánh cửa trong phòng tu hành chậm rãi mở ra cố trường thanh chân trụi từ bên trong đi ra trên cơ thể cao lớn khỏe mạnh của anh hình xăm lấp lánh ánh sáng tà dương dần trở nên giống như sinh vật sống ở góc mắt hai bên xuất hiện một vệt vân màu xám làm anh trở nên hấp dẫn và ác quỷ hơn ngoại trừ siêu văn huyết khí tất cả đều tiến hóa thành siêu văn hoàng cấp quyền lực tăng lên đến mức kinh khủng cố trường thanh đáng sợ đến mức không dám tưởng tượng dưới sự hỗ trợ của dấu quỷ trí kỳ lạ anh cảm thấy dù chỉ là một hình xăm hắc long đế vương anh cũng có thể hủy diệt mọi kẻ địch so với trước khi tiến hóa thật sự là một sự khác biệt đáng kinh ngạc. Lần tiến hóa này, anh gần như đã suy kiệt khi tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Vương Dung lúc này đến gần và chứng kiến Cố Trường Thanh không che chắn gì đi ra. Câu nói đã đến miệng cô ấy cũng dừng lại. Tuy nhiên, Cố Trường Thanh lại rất bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía cô ấy và nói nhẹ nhàng, "Đi gọi tất cả các thành viên của Quỷ hội, tôi muốn đánh chiếm gia đình Lâm trước, ép Lâm thần quay trở lại và giết anh ta." Nói xong, anh đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Cố Trường Thanh thông qua góc nhìn của Tiểu Đoàn Đoàn, có thể nhìn thấy những gì cô ấy nhìn thấy nhưng không nghe thấy âm thanh và không biết họ đang đi đến tam giác quỷ được vương dung hơi ngạc nhiên nhìn nhưng sau đó quay đầu và xuống cầu thang nhanh chóng đương nhiên là cô ấy chưa từng thấy cái gì lớn đến như vậy khi nhìn thấy cảnh tượng tà tơi của tây vệ và chu tước vương đoàn không khỏi tỏ ra ngạc nhiên cô ấy biết rõ sức mạnh của họ là đến đâu liệu đối thủ của họ là ai để có thể đánh họ tơi tả như vậy chắc là gặp phải người hung ác rồi tôi không thể sánh bằng được vương tạo tự trách mình tây vệ hối hận nói tên đó có lẽ chỉ đang giận dữ nhưng chưa sử dụng hết sức mạnh của mình. Khi tôi đối đầu với hắn, tôi cảm nhận được rằng dù hắn có đánh tôi mạnh đến mức nào thì chỉ là một phần nửa sức mạnh thật sự của hắn, dường như hắn đang cố che đậy sức mạnh thật của mình. Tiểu Đoàn Đoàn tháo mũ bảo hiểm và nói, "Cô Vương, lẽ ra lão bản phải tu luyện xong rồi chứ. Vừa rồi ở rất xa đây, chúng tôi đều có thể nhìn thấy một cột tia sáng có chín màu xuyên thẳng lên trời. Đúng vậy, anh ấy đang tắm rửa, tôi sẽ đi tìm Vương Nhụy để yêu cầu ông ta tập hợp mọi người, lão bản sắp mở trận đánh lớn." Vương Đoàn gật đầu và nói xong, cô ấy vội vàng rời đi. Sau khi cô ấy đi, mọi người vào biệt thự. Phan Mễ giật mình đặt Chu Tước lên ghế sofa và thả xuống một số viên tinh hạch cấp 7. Cô ấy nằm trên ghế sofa và vận hành năng lượng tinh thần để hấp thụ năng lượng từ tinh hạch. Tây vệ ngồi bên cạnh và cũng lấy ra một viên tinh hạt để chữa lành vết thương của mình. Vết thương của anh không nặng bằng của Chu Tước. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Đội trưởng Triệu đã sử dụng hết sức mạnh của hình xăm và đang rơi vào trạng thái hôn mê nặng. Chúng ta phải làm gì? Siêu Tuấn Tử đặt Triệu Phong nằm ngang trên ghế sofa và cảm nhận tình trạng của anh ta, nhíu mày nhẹ nhàng nói: Phan Mễ mỹ, mỹ Nguyên lạnh lùng nói, "Hãy đợi sếp xuống. Lâm Thần đã tấn công đội của Triệu Phong, việc để chúng ta trở về không nghi ngờ là để sắp đặt một kế hoạch săn đuổi sếp và chúng ta đã rơi vào nó." Tê vệ cứ trách móc khi chữa trị vết thương, mẹ nó, cửu long duy quan của gã ta thật đáng sợ. Nếu sếp có thể đánh bại gã ấy và lấy hình xăm của hắn ta, cho tôi một cái cũng được. Anh ta thực sự đã quan tâm rất nhiều đến hình xăm của Bạch Tinh, và anh biết về điều đó vì nghe từ Siêu Tuấn Tử trên đường trở về rằng sếp không chỉ có thể lấy siêu văn của người khác mà còn có thể cho nó cho người mình muốn. Tập sau Đi bắt Pokemon ở núi Côn Luân. À A à, nhiều ngày tu luyện, ta đói bụng quá, chịu không nổi. Tiểu đoàn đoàn đâu, mau mang cho ta bánh mì kẹp. Bánh mì kẹp gì thưa lão đại? Kẹp lâm thần. Mời anh em đồ nếp, chi tiết dưới comment. Lại một người nữa ra đi.